Đi anh em ơi. Dạ đi phóng sanh ngao từ sáng tới chiều. Thì chiều nay con sẽ tiếp tục phóng sanh hồi hướng cho Bồ Tát Diệu Ngân, trả ơn bác cháu năm xưa khi bệnh ở bệnh viện gia đình á, thì có Mạnh Thường Quân tài trợ cho ăn một bát cháo. Thì hôm nay Bồ Tát phóng sanh 20 kg cá, dạ, để trả ơn. Dạ rồi, chào chú. Rồi xong anh em đi lên đường. Dạ.